báo cáo tâm đắc về học tập nữ đức. Người giảng: cô giáo Trần Tình Du. Cẩn dịch: ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Diễn đọc: Phật tử Quảng Trí. Trích đoạn tiếp theo, phần mở đầu: Tề gia trị quốc, nữ đức vi yếu. Quý vị và các bạn thân mến, xin chào mọi người. Hơn nửa năm nay, tôi vẫn đang học tập Liệt Nữ Truyện. Bộ sách này kể về những tấm gương điển hình của các vị nữ nhân thời xưa. Đối với bộ sách Liệt Nữ Truyện, chúng ta cũng cần có cái nhìn chính xác. Chúng ta thường hiểu lầm chữ liệt trong Liệt Nữ Truyện là chữ liệt trong từ cương liệt. Trên thực tế, từ lâu nó chỉ cho chữ liệt trong từ bài liệt, nghĩa là sắp xếp theo thứ tự. Nếu như thêm 4 dấu chấm ở cuối, thì sẽ có người cho rằng những người nữ được nói đến trong bộ sách này có tính cách rất nóng nảy, là cuốn truyện ký về những người phụ nữ rất mạnh mẽ, cứng rắn. Sai rồi, chữ liệt trong Liệt Nữ Truyện được giải thích trong cổ ngữ thế nào? Có nghĩa là những người như thế đó rất nhiều, là cuốn truyện ký về những phụ nữ đã được liệt kê ra. Có người tốt lẫn người xấu, người tốt nhiều, người xấu ít, để cho mọi người xem đó là tấm gương để học tập, hoặc là một bài học để phản tỉnh. Sách này có nhiều chương. Chương mở đầu là Mẫu Nghi, sau đó là Trinh Thuận, Biến Thông, Nhân Trí. Nghi trong Mẫu Nghi chính là phép tắc, chính là phép tắc làm mẹ là như thế nào. Chương mở đầu liền nêu ra Tam Thái khai quốc Triều Chu là Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tự. Nhà Chu có cơ nghiệp 800 năm. Làm thế nào có thể thành tựu 800 năm cơ nghiệp? Là do lúc dựng nước, có ba phụ nữ này đã nuôi dạy những thánh hiền như Chu Văn Vương, Chu Vũ Vương và Chu Công, thành tựu nên 800 năm cơ nghiệp Triều Chu. Tôi quan sát thấy tất cả những chương về làm mẹ, bao gồm những chương về làm vợ, làm phụ nữ, trong quá trình tu thân của họ, trước tiên họ đều yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân, sau đó kiên trì với nguyên tắc, tiếp theo dẫn dắt con cái của họ, chồng của họ. Ví dụ như một chương trong Liệt Nữ Truyện kể về câu chuyện như sau. Một vị đại tướng quân đánh trận được nửa chừng thì lương thảo cạn kiệt, nên phái sứ giả trở về nước cầu cứu, nhân tiện ghé thăm mẫu thân dùng. Mẹ của ông đã hỏi: các binh sĩ đều khỏe chứ? Sứ giả nói: dạ thưa, binh sĩ không khỏe, họ không có cái ăn, mỗi ngày chỉ phát cho vài hạt đậu ăn. Mẹ của ông hỏi tiếp: tướng quân có khỏe không? Tức là con trai bà có khỏe không? Sứ giả nói: tướng quân rất khỏe, mỗi ngày đều uống rượu ăn thịt, ăn khỏe lắm. Mẹ của ông không nói không rằng. Mấy ngày sau, viện binh đã vận chuyển lương thực đến nên đã đánh thắng trận. Sau khi đánh thắng, việc đầu tiên ông làm là trở về nhà thăm mẹ. Kết quả, đến cửa nhà, mẹ ông đã không cho ông vào, mà phạt ông quỳ ở bên ngoài để phản tỉnh. Ông cảm thấy không hiểu được, đánh thắng trận rồi mà mẹ lại bắt ông ở bên ngoài phản tỉnh. Sau đó, ông nhờ A Hoàng hỏi mẹ ông là việc gì. Mẹ ông đã kêu ông vào phòng hỏi: năm xưa, Việt Vương Câu Tiễn khi đánh giặc đã đánh như thế nào? Có người tặng cho ông một bình rượu ngon. Ông đem rượu đổ xuống đầu nguồn con sông. Rượu sẽ theo dòng nước mà chảy xuống hạ nguồn. Mỗi một binh sĩ ở ven triền sông đều có thể uống được một ngụm, mặc dù mùi vị đã khác xa vị rượu ngon ban đầu. Thế nhưng, sức mạnh chiến đấu lại tăng gấp 5 lần. Khi người khác tặng cho một thạch lương thực ngon, ông đem lương thực ngon hòa vào trong lương thực không ngon của binh sĩ. Mặc dù lúc ăn, các binh sĩ không cảm nhận được mùi vị của thức ăn ngon, nhưng tinh thần chiến đấu lại tăng lên gấp 10. Còn con thì ngược lại. Đồ ăn thức uống ngon riêng mình con hưởng thụ, binh sĩ ngậm đắng nuốt cay. Vậy thì thắng lợi này có đạo nghĩa gì đâu cơ chứ? Không có đạo nghĩa. Con đối với binh sĩ là thần tử của con đã không nhân từ, thì con làm thần tử đối với hoàng thượng
sao có thể trung thành được chứ? Với cả hai bên, con đều không có đạo nghĩa. Mẹ thấy con cần phải phản tỉnh, không có gì để khen ngợi cả. Mẹ của ông rất tức giận. Tướng quân sau cùng phải quỳ dưới đất khóc mà phản tỉnh, nhận lỗi với mẹ. Những câu chuyện này vào thời xưa rất nhiều. Bạn xem, nếu như con cái ngày nay đánh thắng trận, người làm mẹ nhất định sẽ khen ngợi. Giống như hiện nay, người mẹ nhìn thấy con cái có thể kiếm được nhiều tiền cũng cảm thấy rất kiêu ngạo. Không có một người mẹ nào hỏi rằng: "Con à, con kiếm tiền bằng cách nào vậy? Có xoay sở lừa gạt hay không? Có trốn thuế hay không?" Nếu như có, thì phải mau dạy con đoạn ác, tu thiện. Người làm mẹ hiện nay không biết hỏi như thế, chỉ tiếp nhận sự cúng dường của con cái. Con cái mang đồ đến, cho nhà ở, cho đồ ăn, đồ uống ngon lành, nhưng không quan tâm đến tiền từ đâu mà có. Vào thời xưa, người làm mẹ không như thế. Đối với con cái sẽ hỏi: "Con làm quan như thế nào? Tiền tài này từ đâu mà có?" Người làm mẹ nhất định sẽ hỏi cho đến cùng, đồng thời còn lấy mình làm gương. Phụ nữ thời xưa không những biết dạy con như thế nào, mà còn biết giúp chồng ra sao. Tôi thường chia sẻ với mọi người câu chuyện về vợ của Nhạc Dương Tử. Nhạc Dương Tử có một lần nhặt được một nén vàng trên đường, về nhà đưa cho vợ. Vợ nói: "Bậc chí sĩ không uống nước sông Đào Tuyền, nghĩa là suối trộm. Người liêm khiết không nhận thức ăn được dân một cách coi thường, huống hồ là nhặt của rơi để cầu lợi. Chẳng phải đã làm hoen ố đức hạnh rồi hay sao?" Dương Tử nghe xong 10 phần hổ thẹn, quăng luôn nén vàng, đi tầm sư học đạo ở nơi xa. Lời nhắc nhở của người vợ đối với chồng như thế, phụ nữ chúng ta ngày nay quá thiếu sót. Chúng ta chỉ cần chồng đem tiền về mặc, đẹp, ăn ngon, những điều còn lại không bàn hỏi đến. Câu được hỏi nhiều nhất là chồng ở bên ngoài có ngoại tình hay không. Mục đích câu hỏi vẫn không phải là để giữ gìn tiết tháo và sự lương thiện của chồng, mà mục đích là không muốn người khác xâm phạm đến tình cảm và lợi ích của bản thân. Họ không hề đứng trên chính đạo, đứng trên đạo nghĩa mà suy xét vấn đề. Thế nên, tu thân là vấn đề lớn của phụ nữ. Phần mở đầu của sách Nữ Luận Ngữ là lập thân, nói đến chính là tu thân. Tu thân là điều mà người thời nay lơ là. Cho nên thế nào là phụ nữ tốt, hiền thê tốt đều không có tiêu chuẩn. Một khi thiếu đi tiêu chuẩn thì mỗi một cá nhân đều có cách nhìn của riêng mình, đồng thời cũng thuận theo tiêu chuẩn của đại chúng trong xã hội. Hiện nay, tiêu chuẩn của đại chúng trong xã hội là gì? Chúng ta xem thấy trên mạng tiêu chuẩn lấy vợ của các đại gia nhà giàu. Trong đó, dung mạo xinh đẹp là tiêu chuẩn duy nhất. Phụ nữ vì muốn xinh đẹp mà đổ xô đi phẫu thuật chỉnh sửa, nâng ngực, gây ra vấn đề sức khỏe. Tiêu chuẩn này sẽ dẫn mọi người đến sai lầm, kiểu như phụ nữ chỉ cần xinh đẹp là sẽ có tất cả. Tuy nhiên, thực tế không phải như thế. Phụ nữ xinh đẹp chưa chắc sẽ có hạnh phúc thật sự, cũng chưa chắc có được tâm thái khỏe mạnh. Điều quan trọng nhất là sự xinh đẹp đó có lâu dài hay không. Đến một ngày cô ấy không còn xinh đẹp nữa thì ái tình cũng chẳng còn, hôn nhân phải chăng cũng chẳng còn. Tiêu chuẩn này không thể tồn tại dài lâu, vì sắc đẹp không phải vĩnh hằng bất biến. Đến khi lớn tuổi, nhan sắc nhạt phai thì sẽ có kết cục như thế nào? Thế nên chúng ta phải hiểu, đẹp người không bằng đẹp nết. Bên cạnh đó, tiêu chuẩn tìm chồng duy nhất của phụ nữ hiện nay là tiền tài và địa vị. Ví dụ như, anh lái xe của chồng tôi hiện nay đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn, rất rầu rĩ. Anh ấy nói với tôi: "Chị Trân à, tôi không thể nào tìm được đối tượng. Vừa gặp mặt thì họ đã hỏi có nhà chưa. Câu thứ hai là có xe chưa. Câu thứ ba là có tài khoản tiết kiệm không.
phần còn lại thì không hề hỏi đến. Anh ấy trả lời đều không có. Nếu không có thì miễn bàn. Tôi muốn hỏi rằng có thể giữ được tiền tài từ đầu đến cuối không? Nếu như tiền tài không thể vĩnh hằng thì cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài được bao lâu? Đây cũng là vấn đề rắc rối. Cho nên, thế nào là thiên trường địa cửu? Đó chính là cả hai người có thể thống nhất với nhau trên phương diện đạo và đức, có chí hướng tương đồng, có truy cầu như nhau thì hôn nhân mới có thể dài lâu. Thế nào là người phụ nữ tốt chân thật? Trong phần sau, chúng ta sẽ học đến đó là đoan trang, u nhàn, trinh tịnh, có những đức hạnh tốt, hiếu thuận cha mẹ. Những việc này đều là tu thân. Bàn về tu thân, điều đầu tiên chính là phải không ngừng buông xuống chính mình. Có thể đặt người khác ở trong tâm. Trong xã hội ngày nay, đây là việc rất khó. Trong quá trình chúng ta học tập nữ đức, sẽ nhìn thấy một hiện tượng rất nghiêm trọng. Đó chính là quan niệm về đạo đức và giữ gìn tiết tháo của phụ nữ trong xã hội hiện nay đều bị mất. Nếu phụ nữ học tập nữ đức thì sẽ không xuất hiện những vấn đề nghiêm trọng như vậy. Nếu như chúng ta không xem trọng tiết tháo, việc này nói lên điều gì? Đối với bản thân không tôn trọng thì sao có thể tôn trọng người khác? Bất kể là trên mạng hay trên báo, tạp chí, chúng ta hiện nay đều nhìn thấy hết thảy đều là sự xuất hiện và dẫn dắt của rất nhiều ngôi sao điện ảnh, ca sĩ. Thật khó nhìn thấy hình ảnh một phụ nữ đoan trang, hiền lương, trinh thiện. Trên mạng, báo chí và tạp chí, sắc tình và bạo lực là đề tài chính. Vì sao hiện nay xuất hiện rất nhiều vấn đề xã hội, vấn đề gia đình, đều là vì nguyên nhân phụ nữ không biết tự trọng, tự ái, không biết làm thế nào để tu thân, không biết làm thế nào để bồi dưỡng đức hạnh của chính mình. Cách đây không lâu, tôi nghe được một câu chuyện này, cảm thấy rất sợ. Các cô thiếu nữ thường hâm mộ những người có tiền. Có một tên nhà giàu chuyên môn kết giao với những cô thiếu nữ hơn 20 tuổi, trẻ trung, xinh đẹp. Sau khi làm quen một thời gian, hắn sẽ dụ dỗ cô gái này đi nâng ngực. Hắn bỏ tiền cho đi nâng ngực, giới thiệu cho một vài phòng khám. Cô thiếu nữ vì gã nhà giàu này nên đi làm. Sau khi làm chưa được bao lâu, phần ngực của cô ấy bắt đầu bị viêm nhiễm. Gã nhà giàu liền nói: "Ai chà, em bị nhiễm trùng rồi. Không ngờ lại như vậy. Em đừng điều trị trong nước, anh sẽ đưa em đi Mỹ điều trị. Toàn bộ chi phí để anh lo." Cô gái cảm thấy rất tốt, cứ thế mà xuất ngoại, được đưa đến Mỹ, cũng là phòng khám do hắn ta liên hệ, phẫu thuật lần nữa, sau đó hết bị nhiễm trùng. Kết quả, những thiếu nữ đã từng qua tay của hắn, đại khái có mười mấy người, đều là nâng ngực xong là bị viêm nhiễm, sau đó đưa ra nước ngoài. Sau đó bị bộ công an phát hiện, kết quả là thế nào? Hắn lợi dụng các cô thiếu nữ vận chuyển ma túy cho hắn. Các bạn thấy, các thiếu nữ vì lợi mà ngay cả thân thể của mình cũng không cần, trinh tiết cũng chẳng cần, nên mới xuất hiện hành vi vi phạm pháp luật, bị những người đàn ông có mục đích, có tiền lợi dụng. Thế nên, phụ nữ nếu như chân thật tự trọng, tự ái, thì phước báo bạn không cầu mà tự đến. Bạn phải hiểu rằng, phước báo chân thật là do bản thân mình tích lũy. Bản thân có đức thì sẽ có tiền tài. Bạn sẽ không bị thiếu, cũng không cần lo lắng việc này. Bạn không cần hâm mộ. Nếu như phụ nữ ái mộ hư vinh thì dễ dàng sa đọa. Nếu như từ nhỏ các em gái được tiếp nhận giáo dục này, tương lai khi gặp phải những vấn đề này trong xã hội sẽ có thể ngăn ngừa được. Vấn đề thứ ba mà gần đây tôi mới tổng kết là phụ nữ tốt do dạy mà ra. Thế nên, nữ đức cần phải học mới biết, chứ không phải bản thân tự ngộ ra. Không phải tôi ở nhà, tự mình học tập thì sẽ ngộ ra. Như thế thì cần phải có thiên phú rất tốt, có gia phong tốt và bản tánh thiện lương. Vì thế,
chúng ta cần chủ động học tập. Khổng Tử nói, cái học từ nhỏ thành thiên tánh, thói quen lâu ngày thành tự nhiên. Trong quá trình tôi học tập nữ đức, nhìn thấy rất nhiều bé gái của các phụ huynh, tôi đều đặc biệt chú ý đến. Tôi nói với họ, con gái rất quan trọng, còn quan trọng hơn con trai. Các vị nhất định phải học cho tốt, sau đó còn dạy con gái của mình. Bởi vì muốn cho các cháu khi bước vào xã hội có thể có năng lực kiểm soát bản thân tốt, thì phải có căn gốc sâu, nền tảng vững chắc, thì mới có năng lực chống chọi với phong ba bão táp ở bên ngoài. Giống như một cây non vậy, bạn thấy rễ của nó không sâu, mới trồng xuống mấy ngày, một trận cuồng phong thổi đến, ngay cả gốc cũng bị tróc lên. Nếu như bạn cắm rễ cho sâu, cho dù bên ngoài có thổi đến đâu thì cũng không lay động. Muốn cắm gốc cho con gái của bạn được sâu thì phải làm sao? Bắt đầu từ bạn trước, từng ly, từng tí của bản thân. Mỗi một hành vi, mỗi một khởi tâm động niệm bạn đều có thể làm được, thì con gái của bạn nhất định sẽ dạy được tốt. Trải qua 10 năm cắm rễ, rồi lại 10 năm tiếp theo nữa, nó sẽ bước vào xã hội rất dễ dàng. Bản thân tôi cũng rất cảm xúc. Sau khi tôi kết hôn, cũng gặp phải một vài thử thách. Nhưng vì sao tôi có thể rất kiên trì? Tôi đã kết hôn cùng chồng 17 năm rồi. Chúng tôi có hai đứa con. Sự nghiệp của chồng tôi rất tốt. Bởi vì tôi từ nhỏ lớn lên trong một gia đình rất truyền thống. Ông bà nội, cha mẹ tôi đều kế thừa mẫu gia đình nam chủ ngoại, nữ chủ nội, được truyền thừa gia huấn như vậy, nên cả cuộc đời tôi chịu ảnh hưởng rất sâu sắc. Cho đến hôm nay, gia đình tôi được hòa thuận như thế này, tôi phải cảm ơn tổ tiên đã tích đức. Gần đây, tôi có duyên phận rất tốt, đó là công tác chú thích và phiên dịch bộ Quần Thư Trị Yếu. Bộ Quần Thư Trị Yếu là do Đại thần Ngụy Trưng của Đường Thái Tông triệu tập những phần tử trí thức, hội tập những kinh điển xưa, chọn lọc ra những đoạn tinh hoa trong ba bộ phận Kinh, Sử, Tử mà biên tập lại để dâng lên cho Đường Thái Tông. Đường Thái Tông thông qua việc đọc đi đọc lại bộ sách này, sau đó chế định phương hướng và kế sách chính trị của quốc gia, dẫn dắt thần dân làm theo lời dạy của bộ sách này, mở ra thời đại trinh quán chi trị. Trong quá trình tôi học tập bộ sách này, phải tra cứu rất nhiều văn hiến và gọi điện thoại cho ông nội, vì kho sách của ông nội rất phong phú, trong nhà có hơn 1000 cuốn sách. Sau đó ông nội đã gửi cho tôi rất nhiều điển tịch như Chư Tử Trị Yếu, Nhị Thập Ngũ Sử, Thập Tam Kinh Chú Sớ. Đáng tiếc là cho đến bây giờ tôi mới đọc đến. Tôi đã gần 40 tuổi rồi mới bắt đầu học tập. Lúc nhỏ có sách, ông nội bảo tôi xem, nhưng tôi không xem. Nhưng sự dạy dỗ thường ngày của ông bà nội thật sự đã tạo nên ảnh hưởng đến một đời này của tôi. Ví dụ như đã kết hôn thì không được ly hôn, phụ nữ thì phải an với bổn phận, việc nhà toàn bộ phải tự mình làm, thiệt thòi là phước, vân vân. Tôi từ nhỏ huân tu gần 20 năm, thế nhưng sau khi bước vào xã hội vẫn còn bị một vài ảnh hưởng, đã làm ra một số việc không như lý, như pháp. Do đó có thể thấy giáo dục nền tảng văn hóa truyền thống quan trọng đến mức nào. Không những phải làm được trên mặt sự, mà then chốt là phải rõ lý. Thời gian trước tôi đã nói với chồng rằng, mặc dù 20 năm qua em đã làm trên mặt sự, nhưng về đạo lý thì mấy năm nay em mới học hiểu rõ. Bởi vì đã hiểu rõ về lý rồi thì khi làm trên mặt sự mới không có sự oán trách. Tôi trước đây làm trên mặt sự, nhưng trong tâm vẫn có oán trách và có chỗ không hiểu. Căn cứ vào đâu lại bắt tôi làm như vậy? Học lực của tôi không thấp, tại sao việc nhà lại để tôi làm? Trong tâm tôi cảm thấy không công bằng. Thế nhưng thông qua việc mình tự học tập, dần dần tôi cảm thấy tâm đã bình lặng rồi. Cảm thấy không chỉ bởi vì tôi là phụ nữ nên phải thực sự gánh vác trọng trách của gia đình,
mà sau khi bạn gánh vác phải không oán, không hối. Làm không phải làm vì chính mình, mà còn vì tích phước báo cho con cháu. Vì người nhà mà làm ra một tấm gương. Bạn mong muốn con dâu của bạn như thế nào? Hy vọng sau này con trai bạn sẽ lấy một người phụ nữ như thế nào về nhà? Nếu như hiện giờ bạn tham ăn, lười làm, không làm việc nhà, thì khả năng là các cô ấy cũng đều như thế cả. Ngược lại, nếu như bạn có thể làm được những việc này, thì những phụ nữ trong gia đình bạn đều sẽ như thế. Bạn phải làm, nhưng không phải làm vì chính mình. Thế nên, phụ nữ tốt nhất định do dạy mà ra. Dạy như thế nào? Người mẹ mỗi ngày dạy dỗ trong đời sống thường ngày. Trong Nhàn Thị Gia Huấn có nói, nhân sinh tiểu ấu, tinh thần chuyên nhất lợi. Nghĩa là em bé vừa mới được sinh ra còn rất nhỏ, nên tinh thần khá dễ dàng chuyên nhất. Sau khi trưởng thành, do lo nghĩ nên tinh thần phân tán. Thế nên phải sớm được dạy dỗ, đừng để lỡ thời cơ, không được bỏ mất thời cơ. Thời cơ tốt nhất không phải là sau khi sinh ra, mà là lúc mang thai, gọi là thai giáo. Vào thời xưa, trước khi thời Tam Thái khai quốc của triều nhà Chu, thì tổ tiên của chúng ta đã dùng thai giáo để dạy dỗ rồi. Trong điển tịch cổ thư, khi tôi tra cứu tài liệu đã phát hiện ra, trong cuốn Chu Tử Tập Yếu, vào thời thượng cổ, tổ tiên của chúng ta đã giáo dục phụ nữ như thế nào? Thực bất chính bất thực. Bởi vì vào thời xưa, thịt phải được cắt ra, cơm cũng phải chia ra từng nắm. Thực là chỉ cho thức ăn, cắt mà không ngay thì không ăn. Tịch bất chính bất tọa. Người xưa thường ngồi trên chiếu, nếu chiếu trải không thẳng thì họ sẽ không ngồi. Nhĩ bất thính dâm thanh. Dâm không phải là dâm trong dâm dục, mà là chỉ những ngôn từ thái quá. Chữ dâm này chỉ cho sự quá độ. Chúng ta nói cấm dâm, trên thực tế dâm dục là chỉ cho điều gì? Con người khi truy cầu một cách quá mức sẽ làm trái với câu dục bất khả túng, tự mình sẽ chuốc lấy diệt vong. Vì thế dục vọng nhất định phải được giới hạn trong một phạm vi nhất định. Ví dụ như lỗ tai, thế nào là tai không nghe dâm thanh? Quá nhiều những lời khen ngợi là dâm thanh, bạn đừng nghe. Bản thân phải biết tránh xa, đừng để càng nghe càng thích thú, càng nghe càng muốn nghe. Những loại âm nhạc quá xuất sắc, mang tính hưởng thụ thái quá, cũng không được nghe quá nhiều. Những lời than trách người khác quá nhiều cũng phải tránh xa. Đây là nhĩ bất thính dâm thanh. Mục bất thị ác sắc. Ác sắc có nghĩa là hết thảy những hiện tượng không tốt thì không nhìn đến. Ngày nay những hiện tượng như thế rất nhiều. Ngày nọ tôi đi cắt tóc, đã nói với ông chủ làm tóc rằng anh có thể thu hết những cuốn tạp chí và tiểu thuyết linh tinh lại được không? Cố gắng đừng để khách hàng xem đến, nên để những thứ có ích hơn, ví dụ như sách và băng đĩa về văn hóa truyền thống. Sau đó tôi lấy từ trong túi một cuốn Đệ Tử Quy đưa cho anh ấy, và tôi nói anh đọc cái này rất tốt, anh có thể để những cuốn này cho khách hàng xem, để cho những người đến tiệm vừa làm tóc vừa đọc, nếu thích thì lấy về cũng được. Hãy làm một chút việc có ích. Hiện nay các tiệm như thẩm mỹ viện, tiệm làm tóc đều rất hiện đại hóa, mở những nhạc có tiết tấu rất nhanh, bày những tạp chí linh tinh về ngôi sao điện ảnh. Sao có thể không làm ô nhiễm tâm người khác cho được? Bởi vì những sách vở và băng đĩa như thế này, để người xem thấy sẽ gây nên những suy nghĩ hỗn loạn, tư tưởng tán loạn. Từ trường của chúng không tốt cũng sẽ ảnh hưởng đến từ trường của bạn, sẽ làm hao tổn phước báo của bạn, cũng ảnh hưởng không tốt đến tài vận của bạn. Nếu như bạn không dẫn dắt những người đó đi theo đường tốt, thì cũng giống như phạm tội. Họ là chủ mưu,
bạn là tòng phạm. Thậm chí, bạn có khả năng là chủ mưu, họ là tòng phạm. Dù sao cũng cùng một ruột. Truyền hình cũng như vậy. Hiện nay, con trẻ vừa mở truyền hình lên, rất khó nhìn thấy được những tiết mục tốt cho thân tâm của các em. Ví dụ như phim hoạt hình của trẻ nhỏ, gọi là thiếu niên ma thuật gì đó, đều là đánh đánh, giết giết. Cho nên tôi không để cho hai đứa con của tôi xem. Những bộ phim hoạt hình như thế không hề dạy cho trẻ nhỏ làm thế nào để thực hành hiếu đạo, làm điều nhân, thực hành bát đức, hiếu, đệ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Thời gian trước, con của tôi muốn đặt mua tạp chí, tôi liền đi kiểm tra một lần. Bởi vì năm ngoái, lúc nó đặt mua, tôi không biết. Sau khi đặt mua rồi, mới phát hiện có một tạp chí dạy trẻ nhỏ làm thế nào chống đối thầy giáo, đùa giỡn với thầy cô, đùa giỡn với cha mẹ, đều là những câu chuyện và tranh vẽ như vậy. Mỗi lần nó đem về một cuốn là tôi đều tịch thu. Cuốn tạp chí này rất tồi. Mỗi lần đem về, tôi đều không cho nó đọc. Học kỳ này, khi nó đặt tạp chí, nó nài xin thế nào, tôi cũng không cho nó đặt mua. Tôi nói, những thứ này rất không tốt, mẹ nhất định không cho con đặt. Không phải là vì vấn đề tốn tiền nhiều hay ít. Cho nên, sau khi nó tan học, hai ngày đó, nó thực sự không vui. Nó nói, tất cả bạn bè trong lớp đều đặt cả, đồng học còn gọi nó là tên ngoan cố. Nhưng tôi vẫn không cho nó đặt. Kết quả, hai ngày trước, con trai lớn của tôi đã về nói với tôi. Mẹ ơi, may mà mẹ không cho con đặt. Trong trường của con có một bạn học sinh lớp trên, xem tạp chí đó trong thời gian dài, đã xảy ra việc rồi, bị rối loạn thần kinh. Sau đó, người nhà đã đi kiện tờ tạp chí đó. Hiện nay, trường học đã đình chỉ việc đặt tạp chí đó rồi. Mạng Internet hiện nay càng không cần phải nói. Vừa lên mạng xem thì những thứ hỗn tạp, bát nháo gì cũng đều có. Phần sau cùng của thầy giáo là khẩu bất xuất ngạo ngôn. Ngạo chính là ngạo mạn. Kiêu ngạo, ngạo mạn là bản tính của con người. Ai sinh ra cũng đều có, nhưng không chỉ đơn thuần chỉ cho sự ngạo mạn này. Ngạo mạn này còn có hàm nghĩa rất sâu. Đó là hết thảy những lời nói không tốt cũng đều được gọi là ngạo ngôn. Cũng bao gồm cả những chuyện thị phi, chuyện tốt xấu của người này, người kia mà chị em phụ nữ thường nói đến. Tất cả những lời như thế này cần nên dứt tuyệt. Lúc mới bắt đầu học tập nữ đức thì rất khó khăn, phải chiến đấu. Lúc mới bắt đầu, thế lực của đối phương rất lớn mạnh, thế lực chính diện rất yếu ớt. Bởi vì chúng ta vẫn còn trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện. Khả năng là nhẫn không nổi, lại thốt ra lời nói. Lúc tôi mới bắt đầu cũng như thế, rất hối hận về những lời không nên nói. Không thành vấn đề, chính mình biết đã sai rồi là được. Tự khích lệ bản thân, lần sau phải cố gắng nhẫn. Tranh thủ trong khoảng thời gian này bồi dưỡng thiện căn của chính mình, không ngừng trưởng dưỡng phúc báo của mình, nên nghe nhiều những điều tốt đẹp. Sau khi huân tập một thời gian dài, lực lượng thiện đã lớn mạnh rồi, hai bên đã có sức lực chống chọi ngang nhau. Ví dụ như khi cảnh giới hiện tiền, chính mình có thể lập tức giác ngộ, có thể suy xét kỹ rồi mới nói, có thể đối kháng được. Đến sau cùng, khi lực lượng của thiện lớn mạnh, vượt hơn lực lượng xấu ác, có thể trong chốc lát đánh bại bên kia, thì cách vật đã thành công rồi. Vì vậy, mọi người không nên gấp gáp. Cách vật là một quá trình lâu dài, từ từ. Chỉ cần chúng ta không ngừng trưởng dưỡng thiện căn của chính mình là được. Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe trích đoạn tiếp theo của bài giảng Báo cáo tâm đắc về học tập nữ đức. Phần mở đầu, tề gia trị quốc, nữ đức vi yếu. Người giảng, cô giáo Trần Tình Du. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Diễn đọc, Phật tử Quảng Trí.
nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe đều phát Bồ Đề tâm, hết một báo thân này sanh qua nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Hãy subscribe.